Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp phần 1. Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp. Số 1 là doctor là bác sĩ. Doctor là bác sĩ. Số 2 là vet bác sĩ thú y. Vet là bác sĩ thú y. Vet là bác sĩ thú y. Số 3 là surgeon là bác sĩ phẫu thuật. Surgeon là bác sĩ phẫu thuật. Số 4 là guard là bảo vệ. Guard là bảo vệ. Editor là biên tập viên. Editor là biên tập viên. Editor biên tập viên. Số 6 là Berryman cảnh sát. Berryman là cảnh sát. Berryman cảnh sát. Số 7 là single là ca sĩ. Singer là ca sĩ. Số 8 là laser là cầu thủ. Số 9 là footballer là cầu thủ bóng đá. Footballer là cầu thủ bóng đá. Số 10 là restaurant, chủ nhà hàng. Restaurant là chủ nhà hàng. Restaurant là chủ nhà hàng. Restaurant là chủ nhà hàng.
doctor, doctor là bác sĩ, vet, vet là bác sĩ thú y, surgeon, surgeon là bác sĩ phẫu thuật, guard là bảo vệ, editor, editor là biên tập viên, policeman, policeman là cảnh sát, singer, singer là ca sĩ, laser là cầu thủ, laser là cầu thủ, football, footballer, footballer là cầu thủ đá, restaurant, restaurant tôi là chủ nhà hàng. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp phòng 1 đây.